Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN YouTube. Thưa quý vị, gần đây ở Indonesia mới xảy ra một sự kiện thu hút sự chú ý. Đó là việc những lính tinh nhuệ của nước này được triển khai đi giải cứu con tin nhưng lại bị rơi vào phục kích và bị những người trong phe nổi dậy với hình thức trang bị và ăn mặc như người nguyên thủy đánh bại. Khởi đầu sự việc là vào tháng 2 năm nay, một viên phi công dân sự người New Zealand đang lái máy bay cho hãng hàng không Sushi Air của Indonesia bị những người nổi dậy ở tỉnh Papua bắt làm con tin. Khi đó viên phi công có tên Philip Merten lái một máy bay nhỏ một động cơ vừa hạ cánh xuống Paro thuộc huyện Duga xa xôi thì bị phe nổi dậy bắt. Mục đích của Philip khi bay đến đây là để đón 15 người công nhân đã đến từ trước đó để xây dựng một trung tâm y tế nhưng bị những người nổi dậy đe dọa giết. Sau khi bắt phi công làm con tin, Phe nổi dậy với danh xưng Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua đã yêu cầu chính phủ Indonesia công nhận độc lập của khu vực Papua để đổi lấy tự do cho viên phi công. Tuy nhiên, chính phủ Indonesia không phản hồi. Sang tháng 4, phe nổi dậy nói với hãng tin Reuters rằng họ sẵn sàng giảm yêu cầu và tìm kiếm đối thoại. Trong lúc đó, chính phủ Indonesia đã giao cho quân đội và cảnh sát tổ chức các hoạt động để giải cứu viên phi công bị bắt. Theo tin của tờ Independent của Anh, vào ngày 15 tháng 4, lực lượng nổi dậy cho biết họ đã tấn công hai đồn binh ở huyện Gia và Muji thuộc Bugarizan Họ tuyên bố đã tiêu diệt 13 binh sĩ quân đội và cảnh sát trong cuộc tấn công vào Mugi. Tuy nhiên, quân đội Indonesia đến nay thừa nhận chỉ có một binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Trong khi đó, tờ The Guardian cũng của Anh thì nói rằng vụ tấn công khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và khoảng 30 người mất tích. Tờ báo này nói rằng theo các báo cáo của quân đội Indonesia mà phóng viên của họ đã nhìn thấy thì ít nhất 6 người chết, 21 người khác bỏ chạy vào rừng, 9 người khác bị phe nổi dậy bắt. Thông tin ban đầu từ báo cáo của quân đội cho biết, vào lúc bị tấn công, trong đồn binh ở huyện Duga có 36 binh sĩ đang đồn trú. Người phát ngôn quân đội Indonesia ở Papua là Đại tá Herman Tariaman nói các binh sĩ này là một phần của nhóm binh sĩ đang tìm kiếm phi công Philip Merten. Ông Taryaman nói, nhà chức trách đang tìm kiếm khoảng 30 binh sĩ và nói thêm rằng vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu binh lính Indonesia đã tử vong và bị thương. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, nhưng mưa lớn, thời tiết sương mù và thiếu thông tin liên lạc đã ảnh hưởng đến nỗ lực tìm kiếm và sơ tán của chúng tôi. Trong khi đó, đô đốc thứ nhất Julius Widodosono, người phát ngôn của lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia lại khẳng định lực lượng quân đội chỉ mất một người. Trong một cuộc họp báo ở Jakarta hôm 16 tháng 4, ông Widesochono nói những người nổi dậy đã đụng độ với binh lính khi họ cố gắng lùng sụp khu vực gần với vị trí của phi công và những kẻ bắt cóc. Phe nổi dậy đã bắn một người lính làm người này rơi xuống một khe núi sâu 15 mét rồi mở đợt tấn công thứ hai trong lúc các binh lính đang tìm cách lấy thi thể của người bị bắn lên. Ông Widjojono xác nhận chỉ có một người thiệt mạng cho đến nay. Tuy nhiên, người phát ngôn Seppi Sambom của lực lượng nổi dậy nói trong một tuyên bố rằng ít nhất 9 người trong lực lượng tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Indonesia đã bị giết trong cuộc tấn công hôm 15 tháng 4. Đồng thời, Sambom cũng nói hành động lần này của họ là để trả thù cho việc hai tay súng của họ bị giết trong một cuộc đọ súng với lực lượng an ninh Indonesia hồi tháng 3. Ông Sambom cũng kêu gọi chính phủ Indonesia ngừng các hoạt động quân sự ở Papua và tiến hành đàm phán. Ông này nói chính phủ Indonesia phải ngừng các hoạt động an ninh ở Papua và sẵn sàng đàm phán với lãnh đạo của chúng tôi dưới sự trung gian của một bên thứ ba trung lập từ một cơ quan Liên Hợp Quốc. Song quan điểm của chính phủ Indonesia là sẽ không nhượng bộ. Đô đốc Widodo nói, quân đội sẽ không bao giờ lùi dù một bước để duy trì chủ quyền lãnh thổ và đây là điều đang được thực hiện kiên định ở Papua. Thưa quý vị, trận chiến ngày 15 tháng 4 vừa qua là diễn biến mới nhất trong một loạt các vụ việc bạo lực những năm gần đây ở Papua, nơi từng là thuộc địa của Hà Lan. Papua nằm ở phía tây New Guinea và họ có khác biệt về văn hóa và chủng tộc với phần đông người Indonesia. Papua đã được sáp nhập vào Indonesia năm 1969 sau một cuộc bỏ phiếu kín do Liên Hợp Quốc tài trợ nhưng bị số đông người Papua coi là giả tạo. Kể từ đó, một cuộc nổi dậy cấp thấp đã âm ỉ trong khu vực này. Những cuộc tấn công của phe nổi dậy đã tăng lên trong mấy năm qua với nhiều người thiệt mạng, gồm cả thành viên của phe nổi dậy lẫn lực lượng an ninh và dân thường. trở lại với chi tiết trận đụng độ, qua mô tả của ông đô đốc Guido thì lực lượng nổi dậy tuy nhìn hình thức như người nguyên thủy nhưng có vẻ kỹ năng chiến đấu của họ không tồi. họ đã biết tạo ra tình huống buộc lực lượng quân đội phải khó khăn lấy tử sĩ, rồi sau đó đánh bồi vào lúc đó thì không thể gọi là quân ô hợp và nếu tình huống đã diễn ra đúng như thế thì rất khó có thể thiệt hại của quân đội indonesia chỉ là một người dù sao thì xung đột sắc tộc và chủ nghĩa ly khai cũng là những vấn đề rất nhức nhối với nhiều quốc gia chứ không của riêng ai chương trình hôm nay xin dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại